Phản Phong Thần hồi thứ 9 ở tập trước, khi tập trung lại với nhau thì Thân Công Báo đã mời một người bạn là Đế Thính từ Minh Giới lên Trần Gian để làm người dẫn đường cho quá trình đi tìm Thái Ất Chân Nhân. Theo lời Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đế Thính có thể di chuyển giữa tam giới một cách dễ dàng. Đế Thính nhìn qua bọn người Na Tra, Dương Tiễn rồi nói: "Hừ, thì ra các ngươi là người gây chuyện mấy hôm nay đó à. Tuổi trẻ tài cao, ha ha." Sau khi Đế Thính mở cổng di chuyển sang U Minh Giới thì cả bọn cũng rất thận trọng. Vì dù rằng đã là thần tiên, nhưng Minh Giới luôn là một cái gì đó rất nguy hiểm. Tại đây, sức mạnh của mọi người sẽ bị kìm hãm đi rất nhiều, vì phải trích ra một phần tiên khí hộ thân, tránh những tà khí xâm nhiễm cơ thể làm ô uế tiên khí, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Riêng Thân Công Báo thì lại khác, hắn rất thoải mái với nơi này, có lẽ hắn là thần tiên duy nhất có thể dung nạp cả hai luồng âm khí và dương khí. Với lại, cả bọn cần tránh sự đánh động đến Thập Điện Diêm La. Thập Điện Diêm La là 10 vị Diêm Vương canh giữ toàn bộ 18 tầng âm ti địa ngục. Nếu như không có Đế Thính thì cả bọn phải đi qua hết 18 tầng địa ngục mới có thể thoát ra khỏi U Minh. Nhưng việc này xưa nay là không thể. Người ta chỉ có thể đi xuống địa phủ rồi quay trở lại dương gian, còn đi xuyên qua địa phủ thì chưa từng nghe nói đến. Vừa đến U Minh Giới, một bầu không khí nặng nề bao phủ nơi đây. Từ xa đã nghe thấy những tiếng khóc than. Cả bọn đi rất chậm rãi. Đến cả Viên Hồng là yêu tinh ngàn năm hiểu biết sâu rộng như vậy mà cũng chưa từng đến đây. Nhìn bộ dạng rón rén của Dương Tiễn, Na Tra, Viên Hồng, Thân Công Báo phì cười: "Cứ thoải mái đi, nơi này là nơi các linh hồn lang thang vừa mới lìa đời, lâu lâu cũng sẽ có âm binh quỷ sai đi bắt lại. Nếu có gặp âm binh hay quỷ sai thì cũng chỉ là bằng hữu của ta thôi." Nhìn bộ dáng của Thân Công Báo có thể thấy hắn khá quen thuộc với nơi này. Sau khi Thân Công Báo cho Na Tra biết hắn muốn âm mưu lật đổ thiên đình thì Na Tra cũng có phần lo lắng, bởi đây không phải là chuyện đùa. Nếu như thất bại thì không chỉ hắn mà cả hai người anh em Kim Tra Mộc Tra cũng bị vạ lây, thậm chí bạn bè hay người thân khác cũng khó mà thoát khỏi. Còn nếu thành công thì sao? Ai là người đủ thực lực để lãnh đạo tam giới tiếp theo? Chắc chắn không phải là Na Tra. Còn cái tên Thân Công Báo quỷ dị này nữa, chắc chắn hắn cũng không xứng đáng. Nhưng đến nước này, Na Tra thật không còn đường nào lui. Lúc này tại Thiên Cung, Khương Tử Nha dùng thần lực dò xét khắp nơi, cố tìm cho ra tung tích của Na Tra và Dương Tiễn. Nhưng bằng một cách nào đó, linh lực của Khương Tử Nha luôn bị ngăn cản. Khương Tử Nha biết bản thân không thể rời khỏi Thiên Cung quá lâu, vì đang có đại biến. Nếu như hắn rời khỏi Thiên Cung sẽ có đại loạn. Khương Tử Nha nhìn kỹ xung quanh không có ai, hắn lẻn đi vào một cái hầm tối của Thiên Cung. Nơi đây khác hẳn sự thanh thoát trang nghiêm của Thiên Cung, lại là một nơi cực kỳ âm u và đầy những tà khí. Hắn triệu hồi một chiếc hộp, bên trong là thân xác của Lý Tịnh. Quả nhiên, Lý Tịnh chưa chết hẳn, mà vì tiên khí còn quá mạnh nên thân xác vẫn còn nguyên. Nếu như linh khí hồi tụ đủ thì Lý Tịnh có thể hồi sinh. Biết được điều này nên Khương Tử Nha phong ấn Lý Tịnh tại nơi đây để linh hồn và thể xác hắn không thể gặp được nhau. Nhưng bây giờ có lẽ không còn cách nào khác, hắn phải mượn thân xác này đi làm một việc, đó là tìm Na Tra. Bởi Khương Tử Nha biết Na Tra khi gặp lại Lý Tịnh sẽ bối rối không dám ra tay. Khương Tử Nha dùng nguyên thần của một tên Tây Sa đắc lực nhập vào thân xác của Lý Tịnh. Bỗng nhiên Lý Tịnh bật dậy với bộ dáng và thần thái hung ác lạ thường. Khương Tử Nha nói: "Từ nay ta gọi ngươi là Linh Tháp Đại Tiên. Ngươi không còn là thần tiên, cũng không phải là Lý Tịnh. Ngươi chỉ cần làm theo những gì ta bảo là được." Linh Tháp Đại Tiên lập tức tuân lệnh bay đi mất. Quay lại câu chuyện ở U Minh Giới, vừa đi được một ngày đường thì biến cố đã xảy ra. Một bóng người rất quen thuộc đứng chắn ngang lối đi. Thân Công Báo bước lên thi lễ: "Á cha, vừa đến đây dạo chơi thì gặp được đại tiên đón tiếp. Xin chào Tần Quảng Vương." Tần Quảng Vương là vị Diêm Vương canh giữ cửa đầu tiên của địa phủ. Ông có trách nhiệm quản lý sổ sách sinh tử, xét công trạng hay tội nghiệp của linh hồn mà ra quyết định kẻ này được đi tiếp hay đầu thai xuống các tầng dưới chịu tội. Tuy là quan văn nhưng Tần Quảng Vương không phải là kẻ tầm thường. Đã gọi là Diêm Vương thì ắt hẳn bản lĩnh cũng không nhỏ, nên Thân Công Báo đã không khéo nhượng bộ. Tần Quảng Vương nói: "Ta cảm thấy địa phủ có chút dị biến nên đi tìm hiểu xem. Thì ra là các đại tiên ghé thăm, chẳng hay địa phủ có gì không ổn mà các đại tiên đại giáo quan lâm." Thân Công Báo đáp: "À, chả có gì cả, chẳng qua bọn ta xuống đây thăm người bạn cũ Đế Thính mà thôi, không dám làm phiền đến Tần Quảng Vương." Tần Quảng Vương lại tiếp tục dò hỏi: "Sao thăm bạn cũ mà lại cất công xuống tận đây?" "Thôi, cũng đã đến nơi, ta mời các vị đại tiên ghé vào Diêm La Điện uống chút trà." "À thôi, việc của bọn ta đã xong rồi, ta xin phép ra về, nơi đây ở lâu cũng không tiện lắm." Tần Quảng Vương bắt đầu thể hiện uy quyền: "U Minh Giới đâu phải là nơi các ngươi muốn đến là đến, đi thì đi. Hôm nay đã đặt chân đến đây, bổn vương khó mà để các người ra về." Na Tra nóng nảy: "Sao cứ phải vòng vo, thích thì lên đi, xin mạo phạm." Na Tra bản thân là linh châu tử, linh khí rất mạnh nên khi đặt chân xuống đây để làm một số âm hồn sợ hãi né tránh, âm khí cũng không thể xâm nhập được Na Tra, nên có phần rất tự tin. Đây cũng chính là điều làm cho Tần Quảng Vương cảm nhận được dị biến. Sau khi Na Tra xông lên, Thân Công Báo, Dương Tiễn, Viên Hồng thở dài: "Thật sự cả bọn chỉ muốn bình yên đi khỏi địa phận của địa phủ mà thôi. Bởi nếu kích động tại nơi đây thì rắc rối không chỉ với Tần Quảng Vương mà sẽ đánh động đến chính vị Diêm Vương còn lại. Mọi chuyện sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ kinh động đến thiên đình." Nhưng lúc này Na Tra đã ra tay rồi. Hỏa Tiêm Thương nhất kích, đòn thế quen thuộc của Na Tra. Tần Quảng Vương trên hai tay hóa ra song chùy. Mỗi lần chạm vào Hỏa Tiêm Thương, tiếng kêu của binh khí rền vang, những âm hồn tầm thường chịu không nổi phải ôm đầu gào thét. Tần Quảng Vương tất nhiên không phải là thần tiên hệ chiến đấu vật lý, nên cố gắng giữ khoảng cách với Na Tra. Na Tra sau vài chiêu đã nhận ra điều này nên vênh váo: "Nơi này có vẻ âm u, để ta cho một chút ánh sáng." Hít mạnh một hơi, Na Tra phun lửa ra khắp không gian. Lửa của Na Tra là thứ năng lượng chí dương, nó không chỉ thắp sáng địa phủ
mà còn làm cho âm khí bị tan đi rất mạnh. Điều này thật sự rất có hại cho sự cân bằng của tam giới. Bởi tam giới được sinh ra bởi sự cân bằng âm dương. Nơi cần âm sẽ âm, nơi cần dương sẽ dương. Mang dương vào nơi âm sẽ làm đảo lộn năng lượng. Cũng may, thân công báo nhanh chóng tạo ra kết giới. Ngọn lửa này chỉ cháy được trong một khoảng không gian nhỏ mà họ đang giao chiến. Thân công báo nhắc nhở Natra. Natra, đừng gây đại loạn. Mặt khác, thân công báo cố xoa dịu Tần Quảng Vương. Xin Tần Quảng Vương lượng thứ, bọn ta thật sự chỉ đi ngang qua. Mong ngài hãy nhắm mắt làm ngơ. Tần Quảng Vương tức giận. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Đến đây đã là phạm luật còn gây chiến. Các ngươi tưởng ta không biết các ngươi là bọn tội phạm truy nã của Thiên Cung à? Người đâu? Lên! Sau lưng Tần Quảng Vương là đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch Vô Thường. Viên Hồng lắc đầu. Chết rồi, sao ta lại đi chung với cái đám ngu ngốc này cơ chứ? Viên Hồng ta oanh liệt một đời mà giờ phải chết ngay dưới địa phủ hay sao? Nếu bỏ mạng ở đây thì thân xác kẹt lại mãi mãi, đừng mong có cơ hội đầu thai. Dương Tiễn nghe Ngô hỏi, sao lại không được đầu thai? Viên Hồng lại một lần nữa tỏ vẻ hiểu biết của tiền bối. Khi một sinh linh nào trên dương gian lìa đời, thì linh hồn sẽ rời khỏi thể xác. Nếu thể xác còn ở dương gian, được chôn cất mộ bia đàng hoàng, thì linh hồn sẽ nhớ được gốc gác của mình mà xuống đây khai báo. Vì khi lìa đời, linh hồn rất yếu ớt và lý trí lu mờ. Đó là thứ duy nhất để biết mình là ai mà khai báo cho Diêm Vương. Còn giờ, thân xác chúng ta nằm tại U Minh giới này, âm khí sẽ phân hủy từ thân thể rồi bám vào linh hồn. Hai, đến cơ hội làm quỷ cũng không có. Giờ đây các người lại gây hấn với cả Diêm Vương, thì ai sẽ là người dẫn chúng ta đi đầu thai? Dương Tiễn lúc này mới hiểu ra được đôi chút. Khi đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch Vô Thường được triệu hồi, tuy nhiên cả bốn người đều đứng yên không dám xông lên. Tần Quảng Vương tức giận nhìn cả bốn tên. Các người sao vậy? Dám chống lệnh của ta à? Thân công báo gãi đầu rồi phì cười bước lên. Tần Quảng Vương à, không chỉ ông mới là người có uy lực tại địa phủ này đâu. Ta đã xin cáo lui rồi mà ông không cho. Vậy thì thân công báo này xin đắc tội. Quả nhiên, đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch Vô Thường đã bị thao túng bởi trận pháp của thân công báo. Gây chuyện ở trên thiên đình chưa đủ, bây giờ đám người Natra gây chuyện với cả địa phủ luôn. Thì liệu là ở dưới địa phủ này mọi người phải xoay sở như thế nào? Hãy đón chờ hồi sau. Nếu các bạn thích bộ truyện Phản Phong Thần này thì hãy nhấn theo dõi và bật thông báo để là người xem video đầu tiên. Tham gia cộng đồng Neko và đồng bọn trên Facebook để cập nhật thông tin sớm nhất. À quên, mình có một cái fanpage là Nekoland nữa. Bạn nào muốn xem những cái clip lẻ về những cái thần thoại truyền thuyết thì có thể follow cái fanpage Nekoland này nha.